sáng nay trên đất nước có mùa xuân thắm tươi, đấng giác ngộ tuyệt vời đang ung dung bước tới. Ta đã từng may mắn quy y giáo pháp người, hãy cho ta tán thán con đường tới an vui. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con thành tâm kính lễ Chư Tôn Đức Tăng Ni. Chương trình Duyên Lành Cửa Phật trân trọng kính chào quý khán thính giả của Bồ Đề Phật Quốc TV. Thưa quý vị, hôm nay chúng tôi rất vui mừng được giới thiệu vị khách mời tiếp theo đến với chương trình, đó là chị Diệu Liên. Kính mời chị gửi lời chào đến quý khán thính giả. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào Thầy Giám Viện. Kính chào quý thầy cô. Cùng quý vị thính khán giả xem đài Nam 7.15. Chào anh Thánh Trí. Dạ, kính chào chị. Dạ. Thưa quý vị, như chúng tôi được biết thì chị Diệu Liên là một Phật tử đang sinh hoạt tại Viện Phật học Bồ Đề Phật Quốc. Chị thường tham gia những chương trình giáo dục ở đây, và đặc biệt là chị là một học viên của lớp sơ trung đẳng Phật học. Kính thưa chị, cho Thánh Trí hỏi thăm chị tí này là cái lý do nào hay nhân duyên nào mà chị biết đến đạo Phật, chị có thể trình bày cho quý khán thính giả được hay không? Dạ, chào anh Thánh Trí. Dạ. Nhà tôi ba đời theo Phật. Dạ. Gọi tôi mẹ tôi. Dạ. Và Diệu Liên. Dạ. Lúc nhỏ gọi đi chùa lễ Phật đẹp lắm. Dạ. Mẹ là một Phật tử thuận thành. Dạ. Nên được mẹ gọi dìu dắt đi chùa. Yeah. Vui lắm, hạnh phúc lắm. Dạ. Yeah. Yeah. Vậy chứng tỏ rằng là chị đã từ nhỏ, chị đã có một cái duyên lành là biết đến cửa Phật từ trong gia đình rồi, đúng không? Dạ. Như vậy Thánh Trí hỏi, cho hỏi thăm tí là Thánh Trí muốn biết chị khi nào thì chị quy y Tam Bảo, chị có thể nói cho quý khán thính giả biết được không? Được gọi mẹ. Dạ. Yeah. Dìu dắt. Dạ. Cho quy y. Oh. Rồi là thành là một anh vũ của chùa này. Dạ. Bạn. Tức là chị nói là chị được mẹ cho gia nhập vào gia đình Phật tử trong cái đoàn huynh vũ, phải không? Dạ. Và sau đó thì chắc được thầy ở trong chùa cho chị quy y. Dạ. Dạ. Thì lúc đó chị có hiểu ý nghĩa của quy y Tam Bảo là gì không? Dạ thưa anh Thánh Trí, trong lòng tôi mơ ước lắm, thấy vui lắm. Dạ. Thấy thầy trụ trì gọi mẹ rồi. An lành lắm. Mong ước sau lời lớn lên tìm chùa để học đạo. Tức là chị ý Thánh Trí nói là chị khi mà chị quy y Tam Bảo thì chị hiểu được cái ý nghĩa của quy y Tam Bảo chứ hả? Hay là lúc đó thì như thế nào, chị có thể diễn tả cho quý vị được biết không? Sau này cũng đi chùa nhiều lần. Nhưng thì khi đến viện Bồ Đề Phật Quốc ấy, mới hiểu được quy y là phải giữ năm giới. Không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói láo, không nói lời theo dạy. Nhờ thầy Huyền Châu, tôi trở thành con người mới. Tức là một cư sĩ, một Phật tử thì mình phải biết quy y Tam Bảo, Phật Pháp Tăng và giữ năm trọng giới, đúng không chị? Dạ đúng. Thì sau khi mà chị có trong lòng có sự thay đổi của một người Phật tử, thì cái khoảng thời gian chị còn trẻ cho đến lúc sau này đó, chị có cơ hội để mà tìm hiểu về Phật Pháp hay không? Ý Thánh Trí đó là trước khi đến Viện Phật Quốc, Đại Phật Quốc đó. Dạ tôi hiểu. Tôi đi cũng rất nhiều nơi, nhiều chùa. Dạ. Nhưng thì khi tôi bước chân vào đến Viện Bồ Đề Phật Quốc, đúng là một giấc mơ. Dạ. Tượng Phật Quan Âm lớn, bậc kinh rộng, rồi chánh điện đẹp, nhiều bàn ghế. Tôi nghĩ là một lớp học.
Dạ. Dạ. Thì như vậy chị lần đầu tiên chị đến chùa chị dạ. nhìn thấy chị đã thích rồi phải không? Dạ. Dạ, như vậy thì chị đã có thể nói là mở lòng phải dạ. không? Dạ, dạ. Dạ. Thì như vậy chị có tìm hiểu thêm là trong chùa có những chương trình gì không? Dạ thưa anh Tấn Trí, tôi từ đó tôi tò mò, tôi tìm hiểu dạ. và tôi được biết dạ. thầy dạ. có dạy mở những cái lớp dạy sơ cấp Phật học, rồi trung cấp Phật học, yeah. rồi có chùa tăng, chùa ni, yeah. coi như xây dựng rất lớn, yeah. thầy giảng dạy nhiều lắm, yeah. nhất là giảng dạy về kinh Di Đà, tôi coi đi coi lại hồi. Tức là chị yeah. nói chị có cơ hội nghe và thấy thầy giảng ở trên TV đúng không? Trên dạ, băng tần 57.15. Dạ đúng. Thì cái đó có là một cái phương tiện truyền thông rất là hữu hiệu. Dạ. Để trở lại thì hồi nãy chị nói là chị đã đến chùa, đến viện Phật học và đã thấy được những chương trình mà của thầy đã đề soạn ra, chẳng hạn như là trong một tháng thì có 4 ngày thọ bát quan trai giới đúng không chị? Dạ đúng. Dạ. Ngoài ra còn có những ngày có lễ hội lớn, tức là những cái pháp hội như vừa rồi là pháp hội như thầy vừa tổ chức xong đó. Dạ. Dạ. Thì ngoài ra còn có những cái mà thầy giảng pháp ở trên đài có đúng không? Thì theo giải tức là những cái kinh như là kinh Diệu Pháp Liên Hoa, kinh A Di Đà, chị theo dõi thường có phải không chị? Thưa anh Thánh yeah, Trí, yeah. thầy giảng á, yeah. Diệu Pháp Liên Hoa, yeah. thầy còn hỏi quý vị có nghe rõ không? Yeah. Thầy giảng lại, yeah. tức là coi như tâm bồ đề của thầy á, làm cho những người Phật tử như tôi yeah. hổ thẹn lắm, yeah, yeah. phải cố gắng để mà học, để mà hiểu. Yeah. Dạ, thầy tuyệt vời lắm. Yeah, yeah. Dạ. Yeah. Đúng là Bồ Đề Phật Quốc. Đúng là Bồ Đề Phật Quốc. Dạ. Yeah, yeah. Thánh Trí cũng trong cái ý nghĩa như vậy, tức là sao? Tức là đến đây tìm được cái môi trường để mình học hỏi. Dạ. Yeah. Bây giờ thì hỏi thêm cho Thánh Trí hỏi thêm tí nữa là sau khi chị quy Tam Bảo rồi, chị đến chùa rồi và thấy được ở chùa có những cái chương trình giáo dục, thì chị có hiểu rằng ở đây có hai cái chương trình giáo dục rất là quan trọng, chị có thể trình bày cho quý khán thính giả được biết không? Thưa anh Thánh Trí, yeah. tôi được đăng ký yeah. theo học yeah. lớp sơ cấp trung học, yeah. sơ trung đẳng Phật học, sơ trung đẳng Phật học, yeah. và nhờ đó tôi đổi mới được con người của tôi. Yeah. Thầy giảng không sân si, không giận hờn, yeah. nhưng tôi về con cháu tôi nó mừng lắm. Yeah. Cảm ơn thầy Huyền Trao yeah. đổi mới cho tôi trở yeah. thành một học sinh mà là một con người mới nè. Yeah, yeah. Yeah. Chị có thể nói thêm về cái chương trình của sơ trung đẳng Phật học được không? Dạ. Yeah. Yeah. Đi học á, yeah. một tuần là có 3 buổi, yeah. từ thứ hai đến thứ sáu, yeah. mỗi một giờ như vậy là có một thầy giáo thọ yeah. dạy rõ ràng lắm. Yeah. Và học từ mấy giờ tới mấy giờ? Dạ, từ 7 giờ đến 9 giờ. Dạ. Nào là coi như là Kinh Kim Cang, rồi Kinh Pháp Cú, rồi nhiều lắm. Kinh Pháp Cú, Cổ, Kinh dạ, Bát Vụ, đúng dạ, rồi, Kinh Bát Vụ, dạ, nhiều dạ, lắm. Dạ, dạ. Thì cái chương trình đó kéo dài bao lâu chị có biết rõ? Dạ thưa anh Thánh Trí, chương trình kéo dài 3 năm. Ba năm. Diệu Liên học được 2 năm rưỡi rồi. 2 năm rưỡi rồi. Vui lắm anh ạ. Dạ. À. Tức là dạ. Cái không khí khi đến lớp học thì ngoài cái sự học ra nó còn có cái tình bằng hữu nữa đúng không? Dạ. Tình và những đồng môn, những người dạ. mà đi học thường với mình, nó tạo thành một sự kháng khích trong cái đạo tình bằng hữu đạo môn ấy đúng không? Dạ, dạ. Đúng. Trong những cái bộ môn mà chị vừa nêu ra, thí dụ như là Kinh Pháp Cú, Kinh Bát Vụ, Kinh Kim Cang, Kinh Viên Giác, Kinh Nhị Khóa Hiệp Giải chẳng dạ, hạn đại khái dạ. dạ. Không phải là chị đã học qua không? Dạ, tại vì dạ. Thánh Trí cũng đã từng dạ. chung với chị. Thì như vậy chị có thể cho mọi người biết rằng cái môn nào mà chị thích nhất, tâm ý nhất trong tất cả các bộ môn, chị có thể dạ. Nói được không? Thưa anh Thánh Trí, gần yeah. đây yeah.
thầy Minh Hạnh giảng dạy cái kinh mà Thắng Mang ấy. Dạ, hay quá. Trong đó có những vị giàu có mà coi như họ bỏ hết theo Phật tu. Nói riêng về nữ giới nghe cũng tinh tấn tu hành. Thật ra chị cảm thấy thích thú ha. Dạ, vui lắm. Thì với cái tâm đạo như vậy đó, thì chị nghĩ gì về cái chương trình giáo dục của thầy trong tương lai? Tại vì theo như mọi người được biết thì thầy có thể thì đang nỗ lực để mà thành lập viện đại học cho học Phật giáo cho tất cả mọi sắc dân ở trên này. Chị nghĩ gì về cái hoài bão của thầy? Thưa anh Tấn Trí, thưa sư phụ, Bồ Đề Phật Quốc đúng là đem chung đi đánh xứ người. Tuyệt vời quá. Ngài ở California này, ngài mở bao nhiêu là chương trình YouTube, đài, rồi là còn dạy online nữa. Mà thầy còn nói là mở thêm, tháp tới đây thầy mở thêm cái chương trình tiếng Anh cho thiếu nhi Việt Nam học nữa, người Mỹ học nữa. Không còn gì để nói. Tôi nói với anh tuyệt vời. Tức là cái sự hoằng pháp của thầy và ban giáo thọ ở đây đã là một nỗ lực rất là lớn, đúng không chị? Thì như vậy, cho Thánh Thí hỏi thêm tí này nữa nha. Là sau khi mà chị học xong cái khóa sơ trung đẳng Phật học này rồi, chị còn dự định học lớp cao đẳng Phật học hay không? Dạ, thưa anh Thánh Trí. Thưa sư phụ Hiền Chào, tôi học đến bao giờ không còn học được nữa, tôi mới thôi thôi. Tôi đi chơi ít ngày, tôi vẫn nhớ bài, tôi vẫn nhớ chùa, tôi vẫn nhớ viện Bồ Đề Phật Quốc. Tôi sợ tôi mấy thầy hỏi bài không thuộc, tôi lo lắng lắm. Đổi mới của người tôi lắm anh à. Thì như vậy, ngoài cái sự học hỏi của mình ra, chị có cảm thấy rằng mình còn phải tiếp tay với thầy bằng cách đem cái tin này để mà nói cho những người khác, những người mà biết đâu họ có, cũng có tâm đạo như mình và họ cơ hội được biết, phải không chị? Thì cái đó là một cái, cũng là một cái rõ ràng là nhiệm vụ của mình nữa đó, phải không? Để mà cho tất cả mọi người hiểu rằng ở đây cái môi trường, ở đây cái môi trường này có những cái ích lợi như vậy, đúng không? Thưa anh Thánh Trí, tôi vinh dự hân hạnh lắm. Tôi giới thiệu với bạn bè tôi khắp nơi, ngay từ cả những người ở Việt Nam. Bạn bè tôi, em út tôi, hỏi con tôi hỏi tôi, tôi nói má đi học. Nó hỏi má đi học cái gì? Tôi bảo là má đi học Phật. Thầy Huyền Trao dạy, tổ chức mở lớp này lớp kia. Con tôi, nó quý quá. Cảm ơn thầy, cho má con đổi mới rất nhiều. Tại vì thật ra ngoài cái lớp học ở đây, cái chương trình mà trên băng tần 57.15 còn đi xa hơn nữa, có thể nói rằng là ở bên Việt Nam cũng có coi được đó, phải không chị? Dạ đúng, con tôi nó cũng coi, em tôi nó cũng coi. Như vậy hay quá ha. Dạ, nó vui mừng lắm. Mẹ qua Mỹ đổi mới. Thì học theo như chị nói, đổi mới thì chị có thể nói thêm cho quý vị biết rằng trước khi mà chị đi học và sau khi tức là hiện giờ sau những cái thời gian chị học hỏi ở đây rồi đó, chị cảm thấy cái sự thay đổi của chị như thế nào và nó đã làm chị có đem an lạc đến cho chị hay không, thí dụ như vậy, thì chị có thể trình bày cho quý thánh giả được không? Thưa anh Tánh Trí, thầy dạy những người mà lớn tuổi như tôi trước khi nổ, niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Để mà lỡ mình có đi vào trong giấc ngủ, vẫn có Phật, Pháp, Tăng. Điều không thể bằng. Thức dậy, mở mắt ra, niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Mình đang còn sống hiện tại, trong đất Phật. Còn gì hơn nữa anh? Quá sức tuyệt vời. Có một điều quan trọng nữa là chị có thể nhận xét được rằng là khi mình đến với lại Tam Bảo, không phải chỉ trong đạo Phật của mình, không phải chỉ cầu
bái van xin, mà là dùng trí tuệ, đúng không? Dạ. Tức là thầy thường nói hoài là chúng ta phải là học hỏi thêm để mà biết được đâu là chánh pháp, đâu là tà pháp, để mình có thể tránh được những cái điều mà không nên làm, có đúng không chị? Dạ, dạ. Thưa anh, đúng. Thì, dạ. Cái đó chị thấy nó kết quả nó có thiết thực đối với chị không? Giờ trời á, nó thật với anh. Trước đây lại Phật cứ xin, xin cái này, xin cái khác. Nhưng bây giờ không phải như vậy. Mình có tu thì mình có hưởng. Đúng, có rồi. Gieo thì có gặt. Đúng như lời thầy nói. Lễ Phật tôn kính là con người mình thay đổi, mọi điều tốt đẹp đến với mình. Hiểu và biết được như chị thật rất là quý hóa, gọi là Thánh Trí cảm thấy rằng rất là an vui khi mà có những người bạn đạo như chị, tức là trong thời gian sinh hoạt trong lớp học mình đã gắn bó và đã hiểu được những lời giảng rất là tốt của quý thầy, và từ đó con người mình đã thay đổi như chị. Thánh Trí cũng cảm thấy như vậy, tức là trước khi theo cái lớp học này cho đến bây giờ thì tâm của mình nó thay đổi, nó không còn dễ dàng sân hận ha, đúng không chị? Thấy không? Từ bỏ hết. Dạ. Con cháu tôi nó mừng lắm. Dạ. Chứ hồi trước là tôi hay giận hay buồn. Dạ. Nhưng bây giờ tôi nghĩ Phật pháp nhiệm màu. Dạ. Có cho thì có hưởng. Dạ. Có tu thì có mới tịch, mới vặt được đạo, có tu thì mới có hạnh lành. Dạ. Không tu không bao giờ được người tốt. Yeah. Tôi thấy mấy người mà đi chùa lễ Phật á, là những cái gia đình á, từ con đến cháu đều là coi như tốt đẹp nghe. Mà họ bình yên lắm anh. Cái khác biệt giữa Viện Phật học Bền Vững Quốc và những chùa khác ở trong vùng là ở đây nó có một cái chương trình hẳn hoi. Chị thấy, chị có nhận thấy điều đó không? Tức là phần đông những chùa ở chung quanh đây thì các thầy cũng giảng về Phật pháp, nhưng mà thường thường các thầy giảng vào một cái chủ đề hay một cái đề tài nào đó trong cái lúc mà làm lễ ha, chẳng như ngày Chủ nhật gì đó. Nhưng mà ở đây thì rõ ràng là cái chương trình đâu đó nó từ dễ đến khó. Chị có nhận thấy điều đó hay không? Dạ đúng. Dạ. Như anh nói, thầy dạy có sách, có vở, dạ, có lớp. Yeah. Có thầy dạy đàng hoàng, có cô chương dạy và có chương trình. Thành ra mình dễ học, dễ hiểu. Nếu như mà quý vị nghe đài hoặc là chính quý vị mà ở gần đây á, nên đến đây để mà đăng ký đi học. Làm cho con người mình thay đổi, mới được bằng đồ đẹp đi tới chùa lễ Phật, được nghe thầy dạy, học vẫn như 4 năm thầy dạy. Lâu lâu á, quý thầy dạy rồi còn kể chuyện vui lắm anh, làm cho mình, tôi không còn nghĩ mình là tuổi lớn nữa, trở về tuổi thơ, được ơn vỡ đi học, vui lắm. Kính thưa quý vị, thực sự mà nói thì chương trình giáo dục ở về Phật giáo ở hải ngoại vẫn còn sơ sót, vẫn còn thiếu thốn nhiều. Và tuy vậy, Viện Phật học Bền Vững Quốc với sự hướng dẫn của thầy Huyền Châu là giám viện đã làm được, đã tổ chức được 2 khóa sơ trung đẳng Phật học và 1 khóa cao đẳng Phật học, và tháng 5 năm tới đây sẽ là khóa thứ 3 của sơ trung đẳng Phật học. Thành ra trong cái sự hoạt động hoằng pháp của thầy như vậy, chị có thể cho quý khán thính giả được biết cái ý nghĩ của chị đến cái chương trình của thầy được không? Đến chương trình giáo dục mà phải về Phật pháp như vậy thì chị nghĩ như thế nào, chị có thể trình bày cho quý khán thính giả được không? Thưa anh Tính đi, thưa thầy, nên đăng ký đi học và tìm hiểu và đến một lần đến chùa nhìn thấy sự thật. Chùa không khác những chùa khác, bàn ghế ngồi học, bài vở rõ ràng, nó đi vào coi như là trong con người mình, thấm Phật, thấm pháp, chứ không như những chùa kia mà chỉ tới lễ Phật rồi nghe qua một cái chương trình nào đó trong 1 giờ,
tôi đi về rồi tôi cũng trả lại ở đó, chỉ có chùa của thầy Huyền Trao tôi học tôi mới hiểu được là cái gì tránh giữ làm lành, rồi là yêu thương con cháu mới trở thành là con người tốt. Thưa chị, rất tiếc là mình không còn nhiều thời giờ. Thì trước khi mình kết thúc chương trình, xin chị có đôi lời với quý khán thính giả, hay là có lời nhắn nhủ gì với quý khán thính giả về sự ích lợi này? Kính thưa quý khán giả, Viện Bồ Đề Phật Quốc có hai chương trình, sơ cấp Phật học và trung cấp Phật học. Kính mong quý vị đăng ký đi học vào một tuần 3 buổi, từ thứ hai đến thứ sáu, từ 7 giờ tối đến 9 giờ tối, và Chủ nhật những ngày thọ bát quan trai. Kính mời quý vị đến tham dự. Dạ, xin cảm ơn anh Thánh Trí cùng quý vị khán giả. Chúc sức khỏe. Thính chỉ được bổ túc chút xíu, tức là chị ý chị nói là hai chương trình sơ trung đẳng Phật học và cao đẳng Phật học. Trung đẳng Phật học và cao đẳng Phật học. Chị những cơ hội này chị có muốn nhân cơ hội này để cảm ơn quý thầy không? Mời chị. Sang năm mới còn xin cảm ơn thầy giám thọ, quý thầy cô giáo thọ cùng bạn bè học là lớp sơ trung đẳng. Kính chúc các vị thăng tâm thường lạc, cố gắng đi học thường xuyên để trao đổi và tánh Bồ Đề tăng trưởng. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, một lần nữa chúng tôi xin được cảm ơn chị đã đến với chương trình và đã bày tỏ cái ý nghĩa của mình về những ích lợi của chương trình. Kính thưa quý vị, hôm nay chương trình Duyên Lành Cửa Phật xin được phép nói lời tạm biệt và hẹn vào lần sau. Mọi sự đóng góp, ý kiến, phát tâm tiếp nối chương trình giảng dạy Phật Pháp cũng như mọi câu hỏi thắc mắc về tu học, kính mong quý vị liên lạc trực tiếp đến thầy Thích Huyền Châu ở số điện thoại 714-328-6087 hoặc đến với Bồ Đề Phật Quốc tọa lạc tại 3404 Westminster Avenue, Santa Ana, California 92703. Trân trọng kính chào quý khán thính giả và kính chúc quý vị thân tâm thường an lạc. Sáng nay trên đất nước có mùa xuân thắm tươi, đấng giác ngộ tuyệt vời đang ung dung bước tới. Ta đã từng may mắn quy y giáo pháp người, hãy cho ta tán thán con đường tới an lành.